Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu AK47 VIP mới. Khẩu này thì anh em có thể nhận được free một ngày thông qua cái hòm update. Thì cái hòm đấy mở ra sẽ ngẫu nhiên nhận được M14 EBR Bond Beast hoặc hên thì mới nhận được khẩu này. Và mình mở 2-3 ạc rồi không ra. Còn cái ạc phụ này của thanh niên đại gia kia thì ra. Vô lý vãi. Úi dồi ôi, tơ nhảy kìa. Đấy kia. Đấy kia bạn ơi, ui rồi ôi, không được rồi, sorry bạn nha. Quả đấy mình đã xấy hết cốt rồi, xấy lòi trĩ luôn mà không có chặn được con cương thi. Công nhận con đấy khỏe thật ý. Vâng, mải liên thuyền. Cảm nhận về cái khẩu súng này thì thực sự nó cũng khá là ngon. VIP mà, súng nào chả ngon, xấy không giật, đam to, thế là được rồi. Ngoài ra còn có một cái skin mắc chất nữa, khá là đẹp và rất là tuyệt vời. Lâu lâu ra mấy con súng chất như này, úi dồi ôi, đâm không tới thế này. Cái định mệnh, bạn có thể cho mình hoàn thành cái sứ mệnh lý thông được không? Ơ kìa, chạy ra sông thoát, thả thế nhở. Úi dồi ôi. Dạo này mạng Việt Nam hơi bị lag nên bắn nó, cái điểm dừng của mình nó là cái điểm chết của con Dubai. Đây rồi, khổ lắm cơ. Bé nữa này, tuyệt vời. Vâng, cứ đứng im hết đi, mình chỉ cần chạy lại và xiên một phát thôi, các bạn sẽ nhàn rỗi hơn, không phải di chuyển nhiều, việc nhẹ lương cao. Và cảm giác cận chiến của cây này cũng khá là xa và khá là nhanh. Hình như là cũng gần với lại AN94. Đấy, cận chiến cũng chắc là chậm hơn, AN94 có lẽ là nhanh hơn đấy. Lầy thì chạy đâu, con lợn lầy. Mực phách à. 13 giây nữa. Hiếp nó đi, mình không cover đâu. Mình cần hero. Ui dồi ôi, theo cái hình thức như này thì chắc là không thể có hero được rồi. Quá là nhanh. Vâng, đuổi nó được xuống thùng hàng rồi mà vẫn không hiếp được nó. Cạn lời. Ok, dạo này CS Mobile cập nhật cũng khá là nhiều trò, đâm ra chơi rất là thích anh em ạ. Cũng công nhận là CFL nó cũng hơi tù một tí, tại vì nó ít chế độ chơi, với lại quá lâu không cập nhật rồi. Nếu các bạn thấy thích thì có thể qua CS Mobile chơi cũng được, không sao, nhưng các bạn không biết tiếng thì nó hơi khổ một tí, tại vì mò ở đây cũng khá là mệt người. Ui dồi ôi, trận này có hai con zombie này sau lưng. Đúng rồi, ui dồi ôi. Các bạn ơi, từ từ thôi, cho mình ăn với. Xiên này. Ơ kìa. Ơ kìa. Cái đậu xanh nữa nữa. Gì đây? Ui dồi ôi, hai thằng này nó chim chuột với nhau. Vâng. Ây à, tiếng là có. Một chít này. Phê không? Bạn này muốn chít không? Muốn à? Ui dồi ôi, sướng. Một từ thôi. Phê lòi. Cận chiến cây này khá là xa. Nếu mà không lag thì thực sự nó rất là bá. Đấy, chọc cũng rất là nhanh và cực kỳ xa. Cái này mà về Việt Nam đi cận chiến mới sướng này. Hiện tại thì mình đang chơi trên con Mimix. Giống cái đồng Android này, cảm ứng nó hơi bị khác bên iPhone một tí, nên mình chơi không có quen. Cảm giác là không quen lắm, tại vì iPhone mình để cái độ nhạy nó khác, và bên này thì để độ nhạy nó khác. Bây giờ không biết chỉ như nào để chơi quen lại, rất khó. Ui dồi ôi, lại đứng một mà ở zombie thế này. Đi cao đi. Ôi, cái bọn này dở người đấy nhỉ.
Vâng, cứ bị biến zombie là AFK thôi. Úi dồi ôi, mút kill, mút chùn chụt. Các bạn cứ đứng im cũng được, ok. Toàn zoom non thôi. Hình như dạo gần đây Tencent Game không có free nhân vật mới. Ở đâu? Nhân vật cũ cũng được mà nó không free. Nó không phải bên CFL đâu. CFL thì mỗi tuần, mỗi ngày thì nó sẽ free một loại. Nhưng đây không. Bình tĩnh mày ơi. Đúng rồi, đứng yên đi, đứng yên đi. Cái định mệnh. Úi dồi ôi, xa vậy. Lý Thông này à, cút, cút ra cho bố mày thể hiện xem nào. Lẩy. Ơ kìa. Vãi xoài. Khốn nạn thế. Úi dồi ôi, double kill. Cái số phận nó nghiệt ngã. Cận chiến đã khó rồi, còn lòi đâu ra con ảo hình nữa chứ. Lầy thì chạy. Ơ kìa, tí nữa bắn chết luôn đi. Ra ngoài này thì cái cơ hội mà mút được kill nó rất là khó anh em ạ. Ui dồi. Ui, có cái định mệnh từ từ các bạn ơi. Bình tĩnh. Làm gì căng vậy. Anh em đâu, cover me. Ui, cái định mệnh nó lừa. Một cái hòm đéo có gì. Khổ. Gì cơ. Ê, tính trôn hết giờ luôn. Thế đích nào nó cào xa thế nhỉ. Hết rồi. Thằng này hết rồi. Mình tính nhặt cái khẩu TMP để bắn rồi. Nhưng nhìn lại còn có vài giây. Bắn cái gì nữa. Tuy là di chuyển màn hình nó hơi bị tù túng một tí, nhưng parkour vẫn ok. Vẫn nhảy được. Thôi xong rồi. Trận này cầm tơ rồi. Chán thế. Ui dồi ôi, hay quá. Lầy thì chạy này. Làm gì đây. Làm gì đây. Ơ kìa. Một hit mà không chết. Thằng này nấp đây làm gì vậy. Quay tay à. Ủa. Thế không biết bên CS Mobile nó có sự kiện gì mà lắm thằng vào treo như thế này nhỉ. Cạn lời. Lầy thì thủ ơi. Ok, chúng ta sẽ đến với phần hero. Vâng, hero làm gì đây. Mình sẽ đợi đầy máu rồi chạy lên Lý Thông chúng nó nhá. Úi dồi ôi, đi đâu ấy. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quang phải tao. Chạy đâu. Chạy đâu. Cái định mệnh. Ui dồi ôi, sao hai cái nút nó lại thông vào nhau thế này. Trời ơi, hèn gì ấn mãi không được. Cạn lời. Rõ là mình để cách ra rồi, mà sao nó lại đè lên nhau thế này nhỉ. Giờ mới để ý. Ấn mãi cái chiêu đặc biệt không được. Khổ thật. Úi dồi ôi, one hit, one kill. Thơm. Rồi, có thằng lấy top rồi. Cố gắng trận này lấy lại top nào. Mất top thì hơi vô lý đấy. Không biết là cái ạc này đã mua bằng chiếc đạn Dubai chưa, mà tận 410 viên trong súng. Chắc là mua rồi. Nếu mà chưa mua mà được như này thì quá nhiều đạn để chúng ta chơi. Thật đứng im này. Ui dồi ôi, thằng tơ. Thằng mất dạy này. Người ta đứng có tí thôi cũng ăn mà nó cái giáp rồi. Cái đồ vô duyên. Con lợn này. Lại đây bút kill. Ê, thôi do ngồi, biết ngay mà. Cái quả bom mất dạy thế. Súc vật. Kìa kìa, anh em đâu cô vợ. Sao lại chạy rồi.
Úi dồi ôi, làm gì đấy tơi? Còn hết hồn. Hết hồn, cứ tưởng là cào được mình cơ. Khó lắm, trời, còn Lý Thông ở sau nữa. Bad game. Câu đầy đủ phải gọi là bad gamer. Đấy rồi, tờ. Có 3 con zombie bài đấy ạ. Trời ơi, cái phòng này còn nó vào để AFK cho qua trận thôi. Không biết là có cái sự kiện gì. Ui dồi ôi, cái tội hứng chó này. Chạy thôi. Sao lại toàn cương thi nhở? Nãy toàn dâm non, bây giờ toàn cương thi. Ui dồi ôi, cả hai con đều nhấp nháy. Rồi, cái đậu xanh thằng tơ nhá. Thế éo đâu nó biết mình nhảy xuống nhở. Sợ thật. Vâng, la liếm con. Con gì ta? Con đấy quên bà nó cái tên rồi. Ui dồi ôi. Tầm này phải có hủy diệt chơi nó mới sướng. Cầm cương thi sấp mặt rồi. Ui dồi. Thôi cho mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nên thấy hay quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.